Mến chào quý khán thính giả của kênh HTD News. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây, chúng tôi sẽ được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề Đánh thẳng vào huyết mạch hậu cần Nga tại Tokmak, Ukraine đang bóp nghẹt toàn bộ quân Nga ở mặt trận miền Nam. Kính thưa quý vị, theo giới phân tích, việc đưa Tokmak vào tầm bắn của pháo binh và tên lửa là một bước quan trọng có thể giúp Ukraine đẩy lùi quân đội Nga ở phía Nam và giành lại hàng nghìn km vuông lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát. Vài tuần trước cuộc phản công vào đầu tháng 6 năm 2023, các nhà hoạch định quân sự của Ukraine đã nhất trí về một mục tiêu chính, đó là tiến quân xa về phía Nam từ thành phố Malatokmatka ở tỉnh Zaporizhia tới thành phố Melitopol do Nga kiểm soát, để đưa thành phố Tokmak nằm dưới hỏa lực của quân đội Ukraine. Ukraine tiến đánh tuyến hậu cần chủ chốt của Nga tại Tokmak trong những ngày gần đây. Ukraine tuyên bố đã đạt được mục tiêu này. Vào tuần đầu tiên trong tháng 10, lực lượng pháo binh Ukraine, đặc biệt là các đơn vị vận hành hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp, đã tiến gần đến thành phố Tokmak. Kiev cho biết đã bắn trúng một đoàn tàu tiếp tế của Nga đang chạy qua thành phố. Video lan truyền trên mạng xã hội cuối tuần qua cho thấy một đoàn tàu đang bốc cháy. Chưa rõ vụ tấn công xảy ra vào thời điểm nào, nhưng điều này cho thấy tuyến hậu cần của Nga ở miền Nam đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Tokmak, cách chiến tuyến hiện tại ở Zaporizhia khoảng 16 km, nằm trên tuyến đường dẫn tới thành phố Melitopol và tới biển Azov. Tầm quan trọng của Tokmak được quyết định dựa trên vai trò hậu cần. Thành phố này được coi là trung tâm của các tuyến đường bộ và đường sắt lớn ở Tây Nam Ukraine. Nga phụ thuộc chủ yếu vào tuyến đường bộ đi qua Tokmak để cung cấp thực phẩm, nhiên liệu, đạn dược và phương tiện cho các đơn vị đang chiến đấu ở tiền tuyến. Theo giới phân tích, việc đưa Tokmak vào tầm bắn của pháo binh và tên lửa là một bước quan trọng có thể giúp Ukraine đẩy lùi quân đội Nga ở phía Nam và giành lại hàng nghìn km vuông lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát, trong đó có bán đảo Crimea, khu vực chiến lược mà Nga sáp nhập vào năm 2014. Kế hoạch tấn công Tokmak không chỉ thể hiện mục tiêu lớn của Ukraine mà còn là chỉ dấu cho thấy cuộc chiến sự sẽ rẽ sang một hướng mới phức tạp hơn. Các chuyên gia quân sự cho rằng cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào đoàn tàu quân sự Nga gần Tokmak có thể mới xảy ra trong thời gian gần đây. Ukraine sở hữu nhiều loại vũ khí có khả năng tấn công tầm xa, như tên lửa hành trình Storm Shadow và Scav, tên lửa chống hạm Neptune và Harpoon, tên lửa đạn đạo S-200 và tên lửa Tokar, cùng một số máy bay không người lái lợi hại. Nhưng các vũ khí này thường chỉ đạt hiệu quả tối ưu khi tấn công các mục tiêu cố định. Việc tấn công một đoàn tàu đang di chuyển rất khó khăn. Đó là lý do tại sao Ukraine nhiều tấn công các tuyến đường sắt quan trọng mà Nga sử dụng, nhưng đến nay vẫn chưa thể ngăn cản được các hoạt động hậu cần của Moscow. Để phá hủy đoàn tàu chở đạn dược của Nga, Ukraine cần phải nắm được thông tin tình báo từ máy bay không người lái hoặc từ các lực lượng du kích ở địa phương. Ngoài ra, Kiev cũng cần triển khai những loại vũ khí phản ứng nhanh và có độ chính xác cao, chẳng hạn như đạn pháo thông minh Excalibur dẫn đường bằng GPS hoặc tên lửa CMLRS. Excalibur thường được sử dụng cho liệu pháo M777 do Mỹ sản xuất, có tầm bắn lên tới 40 km. Còn CMLRS được bắn từ bệ phóng HIMARS với tầm bắn khoảng 70 km. Ukraine nhiều khả năng đã triển khai M777 ở khu vực cách tiền tuyến vài km và HIMARS ở khoảng cách xa hơn để tránh hỏa lực đáp trả từ phía Nga. Các hệ thống này có thể được đặt ở một số khu vực xung quanh Robotyne, cách Tokmak khoảng 45 km, để có thể tấn công chính xác đoàn tàu của Nga. Ukraine đã điều động một lượng hùng hậu, gồm lữ đoàn tấn công đường không số 47 và lữ đoàn tấn công đường không số 812 được trang bị nhiều vũ khí tối tân tới Robotine vào mùa hè này. Sau khi kiểm soát Robotine, Kiev đã nhanh chóng đẩy mắt tới Tokmak. Các nhà phân tích cho rằng Ukraine có thể tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công chính xác nhằm vào các đoàn tàu và đoàn xe của Nga ở bên trong và xung quanh Tokmak trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng tới, khi cuộc phản công kéo dài sau mùa đông. Nga hiện đang tìm kiếm các biện pháp thích hợp để ứng phó tình huống đó. Để chống lại nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công tuyến đường tiếp tế đi qua Tokmak, Nga đã mở rộng và tăng cường công sự phòng thủ ở ngoại ô thành phố. Cơ quan tình báo quốc phòng Anh cho biết, tại Tokmak, Nga đang xây dựng các công sự phòng thủ bổ sung và gia cố chiến hào bằng bê tông. Các công sự này nằm ở gần làng Robotine, trục chính của lực lượng Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng bắt đầu di tản người dân khỏi Tokmak. Các nhà phân tích cho rằng, việc xây dựng thêm nhiều băng kè sẽ giúp Nga bảo vệ binh sĩ tốt hơn trước các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái cảm tử. Còn bê tông sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng bùn lầy trong chiến hào. Cơ quan tình báo quốc phòng Anh lưu ý rằng, các công sự và hoạt động di tản nơi trên có thể phản ánh mối lo ngại của Nga về một bước đột phá tiếp theo của Ukraine. Ngoài việc gia cố phòng tuyến tại Tokmak, Nga cũng tìm cách thiết lập những tuyến đường tiếp tế mới, nằm xa hơn về phía nam. Nếu Nga thành công trong việc chuyển hướng các đoàn tàu và xe tải ra khỏi Tokmak, họ có thể đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine dọc theo trục Melitopol, khiến cuộc phản công này trở nên vô nghĩa về mặt chiến lược. Các nhà phân tích cho rằng, việc Nga xây dựng một tuyến đường sắt mới xuyên qua thành phố Mariupol nằm bên bờ biển Azov, nơi kết nối với Biển Đen, có thể giúp họ chuyển các tuyến tiếp tế ra xa Tokmak và đến gần bờ biển hơn. Trong trường hợp Moscow chuyển đổi tuyến hậu cần một cách nhanh chóng, Kiev sẽ buộc phải thiết lập mục tiêu mới cho cuộc phản công. Nếu Nga di chuyển các tuyến tiếp tế xa hơn về phía nam, Ukraine có thể phải tiến xa hơn về phía nam để có thể tấn công các tuyến tiếp tế. Đây sẽ là một diễn biến đáng lo ngại đối với Kiev. Ukraine đã mất hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm phương tiện để giành quyền kiểm soát Tokmak. Để tiến tới các khu vực chiến lược ở bờ Biển Đen, họ có thể phải trả cái giá đắt hơn. Sẽ được chuyển qua một phần tin tức liên quan. Nga đẩy mạnh tấn công vào Avdiivka nhằm đánh lạc hướng quân Ukraine ở mặt trận miền Nam. Quý vị thân mến, các lực lượng Nga được cho là đã bắn phá làng Avdiivka vào hôm thứ Ba khi Moscow cố gắng đẩy lùi tiền tuyến của Ukraine gần thành phố Donetsk. Theo báo cáo của hãng AFP, các quan chức trong khu vực cho biết Avdiivka đã bị pháo hạng nặng tấn công vào ngày hôm qua và quân đội của Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang cố gắng bảo vệ ngôi làng. Khu định cư quan trọng tính đến tháng 3 có dân số khoảng 1.700 người, nằm ở tuyến đầu của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, và Kiev đã cố gắng giữ quyền kiểm soát bất chấp các cuộc pháo kích gần như liên tục của Nga trong nhiều tháng. Vitaly Barabas, người đứng đầu chính quyền Avdiivka, nói với AFP, trong hơn một năm đã có nguy cơ Avdiivka có thể bị chiếm đóng, nhưng giờ đây tình hình đã trở nên tồi tệ nhanh chóng. Sĩ quan cảnh sát Avdiivka Pavlo Dyachenko cũng nói với AFP rằng thị trấn đang trải qua một cuộc tấn công bằng pháo binh nghiêm trọng. Viện nghiên cứu chiến tranh hôm thứ Hai đưa tin rằng Nga tiếp tục các cuộc tấn công trên bộ vào phòng tuyến thành phố Avdiivka, Donetsk và thực hiện những bước tiến nhỏ về phía nam thành phố Donetsk gần làng Novomykhailivka. Các quan chức quân sự Ukraine cũng thừa nhận rằng Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào Avdiivka, nhưng cho biết tối thứ Ba rằng tất cả các bước tiến của Moscow đều không thành công. Nga đã tập trung phần lớn chiến dịch tấn công gần thành phố Donetsk, trong khi Kiev tiếp tục các hoạt động phản công nhằm giành lại lãnh thổ ở phía đông và đông nam Ukraine. Đồng thời, Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý, việc Nga đẩy mạnh tấn công vào Avdiivka, một trong những khu vực được phòng thủ kiên cố nhất ở tiền tuyến thuộc khu vực Donetsk, có thể sẽ cần nhiều lực lượng hơn Nga hiện đang triển khai theo hướng Avdiivka, Donetsk. Nhìn chung, quân đội Nga đã triển khai tại đây lực lượng của quân ly khai Donetsk và các đơn vị tình nguyện bổ sung, Những lực lượng này bị ảnh hưởng phần lớn bởi văn hóa chỉ huy và căng thẳng với các đơn vị chính quy của Nga. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Chiến tranh không ghi nhận bất kỳ sự leo thang nào gần đây của Nga theo hướng này. Các nhà phân tích nói rằng, các lực lượng Nga cũng đã tiến hành các hoạt động tấn công hạng nặng nhằm giành được lãnh thổ tương đối tối thiểu gần Avdiivka trong một năm rưỡi của cuộc chiến, và Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể nhận thức được rằng nỗ lực chiếm giữ Avdiivka sẽ cần nhiều đơn vị tốt hơn và tốt hơn hiện tại, được triển khai trong khu vực. Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý rằng phải tăng cường các hoạt động tấn công của Nga ở các khu vực Avdiivka và Serebrenki, trùng hợp với các nỗ lực tấn công cục bộ khác ở tỉnh Luhansk và phía đông tỉnh Zaporizhia. Tất cả đều có thể nhằm mục đích trấn áp lực lượng Ukraine và ngăn chặn Bộ Chỉ huy Ukraine chuyển lực lượng dự bị sang các lực lượng quan trọng. Các phần của mặt trận ở phía tây vùng Zaporizhia. Hôm thứ Hai, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã thành công một phần gần các làng Klishivka và Avdiivka. Cả hai đều nằm ngay phía tây nam thành phố Bakhmut do Nga chiếm đóng. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh đưa tin Moscow không thực hiện bất kỳ tiến bộ nào được tuyên bố hoặc xác nhận trong khu vực. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.